Thì xin chào mọi cô chú anh chị và các bạn. Chào cả nhà. Hôm nay thì Tiền với lại Hiếm Ba làm món cơm gà sốt tỏi nha cả nhà, để mà tặng cho bà con ở xóm Phú Tiền. Thì hôm nay là được anh bên Úc có mời bà con ở xóm ăn món gà sốt tỏi nha. Tiền với lại Hiếm Ba thì đã mua về rồi, sau đó rửa sạch sẽ hết rồi cả nhà ơi. Bây giờ Hiếm Ba sẽ cắt ra nha, để mình chiên cái phần đùi gà nó sẽ chín, với lại cắt như vậy thì mình sốt thì nó sẽ bị thấm, nó ngon hơn á. Giờ chiên thì cái phần gà như vậy là cũng được rồi nè cả nhà. Cái đùi thì mình sẽ cắt ra mỏng mỏng như vậy nè, nguyên cái đó, nữa mình sốt xong rồi mình để lên mỗi một phần như vậy là một đùi nha. Cái nào nhỏ quá, tại sáng thì cũng có dư ra 5 đùi chừa lại nhà ăn. Nào nhỏ quá thì chừa lại, còn cái nào ấy thì mình tặng, đùi bự mình tặng. Thì em cảm ơn anh ở bên Úc nha, đã dành tình thương cho bà con ở xóm, gửi tặng 50 phần đùi gà sốt tỏi, cơm đùi gà sốt tỏi, với lại ủng hộ bác Chính là 50 ly đá mía nha. 50 ly đá mía. Dầu nóng là chiên nó mau. Rồi nó giờ thì Tiền với lại Hiếm Ba chiên được mấy đùi rồi nè cả nhà. Làm như vậy thì nó sẽ mau hơn, nó sẽ mau chín hơn, chín thấm nó ngon, đùi nó cũng bự. Chiên mấy cái đùi này là được rồi. Ui đừng bùng nổ. Hiếm Ba ơi, đốt pháo rồi, nhỏ lửa này. Cắt cục sườn xin luôn. Giờ nó có đi học nữa không Mêu? Mêu có học không? Giờ nó học buổi chiều nữa không? Đó. Cái này 50 cái đùi gà này thì chiên nó cũng mau. Nó sẽ gỗ này hơn nữa. Còn nữa. Dễ dàng. Ngon ha. Dạ. Mà hai mà cũng nó ngon quá ha. Ngon ha. Ngon thứ hai, ngon. Hôm nay thì cơm phần đùi gà của mình chiên thì có thêm kèm bì nữa nha cả nhà. Bì với lại dưa leo. Năm mươi đùi, hết 25 đùi hay gì đó. Đùi bữa nay bự bự không Hiếm Ba? Bự. Bự ngon. Chưa như vậy. Chiên vàng lắm chứ nó thơm. Má chả chín, má chả. Nãy giờ mình cũng chiên rồi hết rồi nha. Đầu mình cho dầu mình khử nước sốt vô nè. Mình làm nữa thôi. Đây là mình tỏi nè, mình để vô. Thắn cho nó vàng. Vàng tỏi. Thơm. Giờ là Tiền chuẩn bị bì với leo với lại cà chua cả nhà. Mình tặng ăn kèm đỡ ngán.
là sốt tỏi cho nó thơm. Rồi, làm nước sốt rồi hả ba? Làm rồi nè. Đây nước sốt mình có nước mắm, hạt nêm, đường, bột ngọt vậy đó. Cho nó vừa ăn. Vàng mà đổ vô. Hai. Hai ơi. Hai cục vàng của mẹ. Hai. Hai. Khơm khơm mà đó. Ủa, cái dốc nó chạy sợ quá. Hai bữa nay ớn. Dốc rõ đó không hai? Lật ngang luôn chứ tuột gì. Má nhìn cái cái đường này là làm hình như là nó cao hơn đó. Nó cao hơn nhiều chứ. Cao hơn 4-5 tấc. Lơ mơ bằng nhà bà hai trong đó luôn á. Lơ mơ bà hai thấp nữa chứ. Ờ. Ở đó ta đôn lên thước đi. Tỏi nó vàng đó cả nhà. Cái bắt đầu mình cho nước sốt vô. Cho nước sốt vô ha. Thơm quá. Thơm à. Đi nữa đi, lát nữa nữa. Sốt lần nữa hả? Sốt lần nữa thôi. Sao sốt hết cái chảo đó. Nãy em ba con nghe em ba nói chia ra 10 đùi 10 đùi. 10 đùi không biết nào rồi. Cái gấp nãy đâu ra? Đây nè. Hồi nãy có đem dép em vô hả? Mắm dừa ăn cho nó ngon. Chọc bới em quầy. Mày chọc bới hả mày? Không gà người ta không có xì ke nên người ta hơi quạo. Mấy bữa rồi? Được 5 ngày rồi. 5 ngày. 5-6 ngày gì rồi. 5 ngày được rồi đó. Thành công rồi đó. Thành công mỹ mãn rồi đó. Ngon chưa nha nhà? Nhà ngon hả? Son dĩa đi. Son dĩa đi. Vô son dĩa đi. Cái đó nó hơi ít thôi, không ba đồ giả. Ít. Mà nó nhiều quá nó cũng nằm trên khơi không à. Nhưng mà đã vô vài đồ đi không ba? Nó thấm thấm cái mình vớt nó ra. Dạ. Mình làm nữa. Cháo kẹo ngon. Tại vì mấy đứa này nó lại hay bóp đầu nó đó. Trời ơi, mở rồi, đẹp với sức đẹp rồi. Kêu bà ba cho cái đùi đi, bà ba cho. Đây, bà ba cho con cái đùi gà. Cái đó lấy cái sạn em ba. Sạn không có múc nước được. Xào sợ nó bể. Múc nước gứa cho thấm. Kìa 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 ghê. Tại giờ nó cũng dai vậy. Ừ, nhồi nó cũng dai. Nhụi rồi nãy giờ. Mấy đùi nào? Bên đó đó. Bên đây là gấp qua được. Bên đó gấp qua được. Cái này 3 đùi này mới để vô. Vậy này nó mới thấm cái nhà. Thơm mùi tỏi luôn á. Tỏi nước mắm, đường bột ngọt. Cái đùi này nhỏ quá em bà. Nhỏ đang bên.
Ôi, nhỏ lửa lên mai. Nhỏ lửa, nhỏ lửa, nhỏ lửa. View view rồi đó. Ngon ha, làm gì thấy ngon. Bà Hai thấy ngon. Bà Hai nó ngon dữ nè. Ừ, trong đùi. Bà Hai ăn đùi nè. Thím Ba họ đều chừa cái đó, họ trộn cơm ăn thím Ba ơi. Ừ, trộn cơm cũng ngon, khỏi khặt ăn gà. Họ cho thím Ba cơm thôi. Cơm thôi, trộn này ăn hết sảy. Con mà bảy. Ôi ôi, vừa nè con khoái vậy nè. Ừ. Hấp dẫn. Con thấm nó mới ngon. Suốt vậy đó mới ngon đó, kẹo vậy đó mới ngon đó. Kẹo quá thì nó không thấm. Gì ma ma ma. Chừa cái đùi này lại đi, cái đùi này nó hơi bé. Đùi nào nhỏ chừa lại. Chưa có dĩa không? Cái đầu cơi lên đi, lấy cái nồi này mình khử này đi, chảo này nó dính nè, hết khử được rồi. Nãy bây giờ mình thử hết luôn nha. Cái bà đổ tỏi dưới đây luôn. Thơm phức. Đùi gà thì tiện với bạn Thím Ba sẽ bày ra để tặng cho bà con nha. Thì hôm nay món này rất là ngon luôn anh ở bên Úc ơi. Giờ thì em với lại Thím Ba làm xong xuôi hết trơn là mình sẽ bày ra bàn nha để mà tặng. À, bác Chính bên đó thì cũng đang chuẩn bị ép đá mía kìa. Này là còn sốt nhiêu nữa là hết rồi. Da kìa. Da để ngon. Da đó nhai cọc cọc. Rồi tới bây giờ thì cơm thì cũng đã nấu xong hết trơn rồi, đồ ăn cũng đủ hết trơn luôn rồi. Thì hôm nay thì em với lại với Ba sẽ đại diện anh ở bên đất gửi tặng những phần cơm gà cắt tỏi này với lại những đám mía gửi đến cho bà con ở xóm nha. Thì em cũng đại diện cho bà con ở xóm, cảm ơn anh rất là nhiều nha. Rồi, hôm nay là anh ở bên Úc gửi tặng nha. Anh chúc cho bà con ở xóm mình ăn ngon miệng. Trời, nha gì? Mưa rất là mù luôn. Đây, mâm gà sốt tỏi nha cả nhà. Bên đây thì mình có thêm cái phần bì nè. Rồi dưa leo với lại cà chua nha. Đây, mình đặt miếng ngoài đây đi. Nước tiền sẽ cho thêm cái phần đùi gà lên trước nha. Mà bà lấy lên mía thì dùng ba dưa leo cà chua hết chỗ để bì luôn rồi. Để bì trước, bì để bì trước đi cho nằm dưới để đó chưa chưa đánh hành nữa nhiều món đó quên đi cho cơm gà rồi đây. Rồi chúc anh ba ngon miệng nha. Khách hàng bên đây nè mấy bé ơi. Đây nè, đây nè. Mình là bên lấy bổn hả? Út ơi, lấy bổn. Lấy bổn bổn giùm chị. Qua bên chú Ninh nha, xếp hàng bên chú Ninh kìa mấy đứa ơi. Chú Ninh đó. Ông Sáu không Sáu? Trời ơi, nguyên một dĩa cơm già. Cơm già. Rồi, chú cơm già. Cảm ơn luôn. Dạ. Nè. Điếm đó. Để con bóc luôn cho. Đây bé đó dĩa hay hộp? Rồi này của chú Ninh không chú Ninh? Dạ chú Ninh lên luôn. Đồ dĩa hay hộp đi không? Đồ dĩa hộp luôn hả? Cảm ơn anh bên Úc luôn nha. Dạ. Rồi chú Ninh ngon miệng. Rồi không để rau nè, không để rau. Nè rau dưa nè. Ăn bì không? Ăn bì không? Rồi đi lên lấy nó mía, đừng đứng đi vụ vụ. Lấy mía đi, tụi em lên thôi. Đứng lên đó bên kia chút. À. Đây chú đâu? Ăn rau ha. Để hết đầy đủ ha. Ừ, để chi tiền đợi. Muỗng ở đây đó nha. Để xong lên đi bộ. Tiền để cho nó đầy đủ.
Rồi con ăn đầy đủ luôn ha. Không hả? Em không có vui không? Nhân ăn đầy đủ rồi, để nó đi. Nhân ăn đầy đủ phải không? Ừ. Ăn cà chua. Còn thằng này không ăn cà chua. Ăn dưa leo. Ăn cà chua nó chua, đúng rồi. Chua nó chua. Chua. Chua cho giảm ốm bớt. Ừ mà không chịu ăn chua. Rồi đây của em nè. Rồi chúc em ăn miệng nha. Ừ. Không ăn gì luôn hả? À, ăn bì không? Bì. Ừ. Ăn bì không? Dưa leo. Dưa leo, không ăn cà chua. Có ăn bì không? Tưởng nó không ăn bì. Thì ông nói là ông không ăn dưa chua thôi. Không ăn cà chua chứ không có dưa chua. Có đứa nào không ăn đùi gà không ta? Đây chị gửi sóc luôn. Bên đây chú bên Út gửi tặng nha. Rồi đây tới bé là dĩa. Bé kia ăn đầy đủ đi nha. Ừ, dạ chứ ừ gì. Dạ. Lớn nít thì đầy đủ. Rồi, bé Ken nè. Cầm được không? Ừ, kệ lắm mía kìa, con qua lấy lắm mía đi. Em qua lấy lắm mía đi Ken. Ờ, xách bọc lắm mía đi cơ. Cầm được. Đây. Của Ken nè. Rồi, cảm rồi. Ơn. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Ờ. Gì dạ, mắc cỡ hả? Còn rồi đây chị Tiền gửi hậu nè. À, lấy đá mía chị Tiền luôn nha. Giờ này là trời chuyển mưa âm u rồi đó. Thôi trời tới đất. Mưa cho mát. Mát đâu không thấy lạnh thấy mồ. Rồi, chị Tiền gửi mát nè. Chứ không chuyển mưa không mát liền nữa không? Đây gà. Đó trời trời ổng hầm mất. Ừ, nó ổng được ổng hầm. Ồ, nhìn nó dán vô. Nhặn rồi đứng đi. Rồi lấy giùm em đi đá mía luôn đi chị ba. Rồi chắc chị rồi, ngồi luôn. Cảm ơn nha. Dạ. À, cái đùi gà là để là ghép thương cái hộp nè anh ơi. Rồi đây chị Tiền gửi luôn. Lấy mía bảo ơi. Nhớ lại lấy đá mía trước giùm chị Tiền nha. Cú lùng phải không? Rồi đây chị Tiền gửi. Rồi. Bước 5. Bữa nay bốp đi chạy bàn hả bốp? Dạ rồi. Phụ đang lách cho ly đám mía. Nha. Phụ nó dạ. Hồi là bên đây hết cơm. Bà Năm lấy đám mía, bà Năm ơi, của anh hả? Vậy chứ ai đây có lấy đám mía hay không là bà hai biết hết đó nha. Hai mới ngồi trong bà này nó thấy mới nhắc giùm á. Rồi chắc chị không miệng luôn. Nó thấy con trai mới không có đám mía mới nhắc chứ người khác không có bà làm tin nè. Dư. Ra sao luôn bà Sáu ơi. Rồi chúc thêm ba ngon miệng luôn. Cảm ơn luôn. Dạ. Rồi cho em đây. Dạ cảm ơn. Ừ. Con lấy rồi hả? Rồi dạ. Dạ còn sung mà giỡn ta. Đây dạ. Nhà tiến bộ quá. Dạ rồi, dạ em ăn miệng. Hết đá mía rồi. Có liền. Đừng chạy, bà hối ba chạy, ba dắt ba té. Không có đâu mà. Rồi lên trên lấy đá mía giùm con luôn Năm ơi. Rồi, chúc Năm ngon miệng nha. Đứng đó đi cô Châu ơi, từ từ nó lên. Dạ. Dạ rồi, chúc cô Châu ngon miệng nha.
miếng dạ lấy đó miếng giùm con luôn miếng dạ rồi em gửi chị Liễu luôn rồi cảm ơn quá dạ đưa lên Liễu rồi con gỡ bà Sáu luôn bà Sáu ơi dạ chúc bà Sáu không bụng nha trời sao nó bụng tao là con ngủ chứ kêu dạ cảm ơn dạ rồi rồi chúc bà ba ngon miệng luôn lấy đám mía luôn kìa bà ba ơi cắn giờ là không kịp để mà làm đám mía luôn đây tiên dạ rồi anh Minh Út gửi chú nha cảm ơn ha dạ nhớ lấy đám mía giùm con nha dạ một rồi gói chú Leo bỏ luôn đi chị hả rồi dạ, con gửi bút luôn nè lấy không ơi là hết gạo nó chiều nay khỏi nấu cơm dạ. Rồi, có tiên luôn. Đây, chú Phan ngon miệng nha. Lấy đi đám mía giùm chị Tiền luôn. Rồi, bố lấy rồi. Bà Sáu ơi, bây giờ đẩy hết được, bà Sáu cầm giùm con nha, tại đùi gà bự quá, thì nó không vô. Rồi, chúc bà Sáu ngon miệng nha. Dạ. Cơm đi! Ăn cơm lấy cơm nha. Mấy ly nữa luôn. Dạ. Còn mớ nữa là hết rồi. Lan Anh qua lấy đám mía giùm luôn Lan Anh ơi. Cơm gà hay ơi đói rùng tà rồi đây chú Lan ơi à, lấy đây có bịch có muỗng này đủ nha rồi ra phía sau giùm chị Tiền luôn mấy đứa ơi ui đừng chạy nhảy bụi nó bay dạ dạ rồi trả tiền cho anh chưa mới ăn rồi hả vậy nó ăn rồi ăn rồi cho thêm hả với chị ăn rồi đi cho thêm rồi chị Tiền gái bảo nè ơi xin cái bọc lấy đám mía bọc đó em lấy đám mía luôn giùm chị Tiền nhớ mỗi phần lấy đi đám mía giùm nha Út ơi cứu chợ cà chua cho Leo Út ơi cứu chợ cảm ơn rồi đây có em trai nè cảm ơn lấy đi đám mía giùm chị Tiền luôn rồi mấy đứa ra phía sau nè em đứng đây luôn đi nay đi đường phải không ai chở xuống đi bộ quá đi mình hả đi bộ lê gai xuống rồi đó nó bị teo nó bị luôn rồi đó teo luôn gãi nè đưa đám mía của em cảm ơn chị giò kìa giò kia bự giò như nhỏ đây bắt năm đỡ sao chở dép dạ rồi con gửi luôn chú có năm ngon miệng nha lấy đi đám mía giùm con luôn đây là mấy đứa nhỏ là lấy những cái phần cơm để mà đi về đó cả nhà mũi đó mũi hết một phần
Quang lấy không Quang? Cơm gà. Mấy nị mới chịu. Mẹ nhường con cho con đi, con chơi đi. Chơi đi hả? Dương đúng không? Đúng mà không đúng đâu. Đúng lúc rồi đó. Hết cà chua rồi cho vô lên. Nè qua lấy đi con. Dạ. Lấy đi cái mía giùm tôi nghe, lấy vịt nha. Rồi chút thôi ngủ luôn. Rồi. Có vịt này Tiên, lấy vịt nào? Lấy vịt để chưa? Đó. Ngủ rồi đó. Út út sắt dưa leo này là để miếng thôi, miếng thôi. Để nhiều quá đầy hộp. Dưa leo hay to vậy. Được út ơi, đừng sắt nút ơi. Còn mấy mấy mới là 2 4 6 8 10 10 mấy tâm tích. Tâm tích hộp không? Vậy ba đỉnh có hay chưa ta? Không ai á. Mày không hay. Đây, bé tít đây, bé tít. Nè, bé đi tít. Qua đây lấy nó mía nè. Bé bao ít kìa. Nè. Vậy. Bé bói đâu? Bé bói đâu? Đây, của tâm tít đây. Để của kinh tít thì kinh tít lấy. Kinh tít lấy cơm mà tâm tít. Nè, 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 lấy nè, lấy nè. Lấy nè. Bye bye đi, bye bye cho tiền đi. À đi. Bye bye đi. Nó gặp bói sợ không bói vậy. Nó mới bài bói. Ken lấy cơm gà ăn nè Ken. Chạy xuống ba bốn đứa nữa kìa. Nó nhỏ nhỏ xuống kìa. Cái đó cơm gà. Lấy cơm gà nè. Cơm đùi gà. Cái đùi gà bự cho bá luôn. Rồi xuống đây nè. Từ từ hôm qua. Rồi qua đây để xe đó. Đốt giật cái bọc ra cho nó nhìn con cái đốt. Bây giờ gài hết được luôn rồi Út ơi. Buộc nó vậy. Rồi qua đây. Của Ken đó. Cơm à. Trang ơi. Đây, con khách bên đây, khách bên đây. Rồi con cảm ơn đi. Cảm ơn. Ồ, giỏi quá. Nè, của bé nhỏ nhỏ kìa. Rồi, này của con bé heo. Hết rồi hả? Sống hết rồi năm. Còn 3 ly. Mũi dữ người ta. Ở đây sao mũi quá nè. Hết hồn coi, 14 con nó đeo bây giờ à. Rồi, chúc ngon miệng nha. Bữa nay là chú bên Út gửi tặng nha không? Nè, tới chú con nè, dịch bọc ra. Dạ có, chị Trang có nha. Bọc ra. Cáo hết rồi, đây nha. Dạ. Ủa, em lấy cà chua không? Không bì. Chấm không bì hả? Rồi, thật sao dùm cho tiền nữa nha. Trời của em nè em gái. Nó có hộp rồi hả? Dạ. Rồi chúc em ngon miệng nha. Trời quên nữa rồi, để bì nữa rồi bé ơi. Nhường cho bà đó nó đi ơi. Đi leo. Dạ đây. Thật độ tao đó. Rồi khỏi cà chua. Khỏi bì với nó, khỏi bì ơi, bóc nữa đây, bóc nữa. Từ từ. Rồi con đứng nó đi. Rồi chúng em không miệng nha. Dạ rồi, đợi chút xíu nha chính. Ốc con đừng để bì hả? Cái này để cho em đi. Rồi đây em gửi luôn. Đây là con có cho con. Rồi có bé nhỏ đó. Nè, nè con, của con nè. Từ tay chân làm gì dữ vậy? Nó chơi cái gì đó. Đây
đây của em nè em gái, không giật bọc qua đi em, rồi lấy đá mía giùm chị tiền luôn nha. Cái tường giờ thiếu quá ta, thiếu tường hả? Hai bà điếm đó. Ui da mũi chích đi. Chính với bà Út điếm sao thiếu người ta đó. Thiếu không? Ba cái dĩa phải không? Cúng bột. Rồi đưa qua thứ ba luôn. Đây còn ba bịch, bốn bịch. Đây. Vô hai ba bọc nó đi chị. Cái này về xịt nước tương nhà cũng được. Khoan khoan cho bé này về luôn đi. Dạ dạ. Trời ơi, bên cũng lấy hộp nữa hả? Rồi còn mấy hộp, còn hộp có chín nữa đó. Năm người. Năm đùi nữa đó. Úc năm đùi ha, năm. Năm đùi, năm hộp cơm nữa. Rồi, tôi chia ba luôn. Cảm ơn. Rồi. Rồi lấy đi đám mía nha. Rồi sao còn ba ly vậy? Dạ. Năm dư. Dư đùi gà hả? Chị không đếm đám mía thiếu hả? Chị xay thêm đi chính, bao nhiêu thì tính nhiêu. Dạ dạ. Xay ra đủ đi. Dạ, cứ để luôn. Dạ. Lấy ly nữa, thiếu ly rồi. Chị không lấy đám mía hả? Ông nói thiếu, ông nghĩ lấy rồi. Ôi, gọi được ốc ơi, ốc ơi, đừng xin ốc ơi. Chính gọi lấy đi. Chính gọi lấy ha, dạ rồi. Còn hai đứa này đã đủ luôn hả? Còn đứa một đồ, đổ, gần, còn hộp nữa. Hộp nữa, tao bán hộp nữa. Không lên hết rồi. Rồi đây của em nè. Cảm ơn chị. Ờ. Mấy cái bọc không lấy muỗng nữa hả? Biết đi, hộp cuối cùng. Hộp cuối cùng nè. Biết đi, hộp cuối cùng. Hộp cuối cùng đó, biết đi, hộp cuối cùng. Hết rồi. Hết rồi. Hộp cuối cùng. Dạ. Còn hai hộp đó mà. Hết luôn hả? Hết luôn. Rồi, về chai nước tương giùm chị tiền. Vậy không kiếm bọc được rồi thôi. Rồi. Đây, 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 còn nè. Còn nhiều cơm vết cho hết luôn. Còn có nước tương. Về nhà nó xịt đi. Xịt, 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 xịt đi. Hộp cuối nè, vét luôn nè. Vét cơm, vét nồi, vũ ống. Còn nước mía rồi, bà lấy nước mía đi. Ây, 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 ây. Dạ rồi, đây, rảnh luôn. Rồi, cảm ơn luôn. Dạ. Ây, rồi, xong phim. Rồi, xong. Thì cả nhà hôm nay thì cũng đã hết trên 50 phần cơm đùi gà cháy tỏi vào buổi chiều nha. Thì bà con cũng rất là thích cái món này luôn. Thì em cũng cảm ơn anh Minh Út rất là nhiều nha. Chúc anh lúc nào cũng có nhiều sức khỏe nè, luôn gặp nhiều may mắn nha. Tiền cũng cảm ơn bà cô chú đã luôn yêu thương và ủng hộ video của Tiền. Còn bây giờ xin chào. Bye bye cả nhà.